là mình. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video Minecraft map. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái map rất là thú vị. Chúng ta chỉ có một team thôi, một máu, hay là một máu nhá, một máu duy nhất. Và phân phát hiện tại bây giờ đối với các bạn, mình đang quay game ở đâu? Nếu các bạn chưa biết thì mình đang quay game ở nhà bếp. Dạ, các bạn không nghe nhầm đâu, mình đang ở nhà bếp. Và lâu lâu ở máy giặt đằng kia nó sẽ kêu lên vài tiếng động kêu bởi vì có ai đó đang giặt đồ. Và ngồi đây nóng vãi chữ, mình đã phải tắt cái quạt sát bên mình. Ok, mình phải tắt cái quạt sát bên mình. Tận đến khi mình kết thúc video này thì mình có thể bật quạt lên, bởi vì nóng rất là nóng, nên là các bạn hãy thông cảm giúp mình nếu trong video này mình chảy hơi bị nhiều mồ hôi. Ok, bởi vì máy lạnh tuốt đằng kia, cái máy lạnh đó không thể nào quạt tới đây được. Mình khá là nóng. Ok, quay trở lại với video Minecraft ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có một team và các bạn phải làm sao để sống sót. Mình sẽ cố gắng không chết một mạng nào, bởi vì mình mình là một pro Minecraft. Và let's go. Ok, don't break the rule, không phá luật, không cheat. Game mode 2. Ok, rồi game mode 2 chứ nhỉ. Game mode 2. Don't break the rule 1, không and rule 4. Ok. Không phá luật lệ đầu tiên có nghĩa là không phá luật lệ. Và luật thứ tư có nghĩa là không phá luật lệ 1. Cũng là cái này, và good luck chứ các bạn, may mắn. Và làm sao để mình có thể xuống đây được nhỉ? À, ở đây có nút. Đây có nút star. Ok. Vẫn chưa chết. Ok, chúng ta có khoảng 1, 2, 3. Đếm lại 1, 2, 3, 3 lóc thì mình sẽ mất một tí xíu máu. Ok, để qua đi theo nào. Ok, mình chết mạng đầu tiên. Tại sao mình lại chơi ngu đến vậy nhỉ? Oh my god. Lỡ mình. Ok, chơi lại từ đầu. Bây giờ mới bắt đầu đây này các bạn ạ. Nãy mình test nháp thôi. Ok, đây. Hi. Mình qua được hết mà. Các bạn biết không? Wait, what? Sao mình không chết? Cái này lỗi game nha. Cái này tại sao mình không chết nhỉ? Không biết gì hết, thôi cứ qua thôi. Bạn đừng nói hàng làm, thằng ai tạo cái map này thì bạn đừng nhớ comment video dưới là thằng giáo chơi chít nha. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bỏ qua chỗ này làm cái hố rất là đen, mình không muốn vào đây. Mình xuống từ từ ở đây. Và theo các bạn thì mình nên nhảy ở đây hay là nhảy ở đây hay là tất cả đều được? Kiểu như mình sẽ bị mất máu, mình nghĩ là sẽ nhảy đây mình sẽ bị mất máu. Nhảy ở đây thì mình sẽ thật sự là bị mất máu, thật sự là nó phải có một cái chít gì đó để các bạn có thể không chết được. Và mình sẽ cố gắng không chết một mạng nào nữa. Mình sẽ nói cái điều này từ đầu đến cuối video nếu mà mình chết liên tục. Ok, đi qua. Hey ya, hey ya. Map này bị cái gì nha? Không tín nha. Map này bị lỗi nha, không tín nha. Ok, nhìn xuống đây này. Và qua đây này. Thấy chưa, mình chỉ có một team thôi. Mình đụng xuống đây hình như mình chỉ có một team thôi thì phải. Một cái hố lỗ hố. Muốn dụ ta đụng vào hố hả? Không chịu đâu. Ok. Qua luôn này. Đoạn này các bạn có thể cẩn thận, bị rất là nhiều lỗ và không. Ok, thật sự là chúng ta phải cẩn thận. Không biết các bạn có nghe được tiếng không, nhưng mà cái máy giặt nó vừa phát ra tiếng động kiểu như là ai giặt đồ xong rồi. Ai giặt đồ xong rồi kìa, ra lấy đồ. Ok. Yep, qua nữa này và qua nữa này. Ok, ủa đoạn này mình chơi rồi mà. Qua đây này đúng không? Đấy. Nhảy qua thật nhanh. Rồi qua đây, xuống đây. Cái hố gì đây? Ok, chúng ta có thể qua được nó. Checkboy nửa tim. Checkboy đầu tiên. Rồi, để xem nào. Ở da đầu phòng. Cái gì hay? What the hell? Ok. Ấn vào thử xem nào. Có mấy cái này nữa. Ê, đó là con rắn. Các bạn biết game rắn săn mồi không? Cái này game này y chang luôn á. Ok. Tới cái cục màu đen đó mình phải nhảy. Mình sẽ xem lại một lần nữa để mà có thể chắc chắn được. Ok, nhảy lên đây. Lên đây. Và chờ một tí cho màu đen qua và nhảy màu đỏ. Ok, qua luôn. Ok. Sẵn sàng đây nha. Ok, chờ cái màu đen, chờ cái màu đỏ đen gì đấy. Hình như mình nhảy sớm rồi. Chờ tới tận cái màu đỏ rồi các bạn ạ. Vào đây. Chờ một tí. Ok, màu đỏ.
và sẽ chờ một đoạn tới cái màu đỏ. Hả? Yes! Oh my god, hình như nếu mình đoán không lầm đây là invisible block. Mình chơi Paco rất là nhiều rồi thì đây là invisible block. Và các bạn phải nhảy đúng như thế này, và lên đây. Woo! Tuyệt vời. Oh, what the heck? Oh. Shit, yeah. Easy. Oh. What the hell? Cái này là cái mê cung à? Ơi, khè đi qua thôi nào, dễ dàng thôi đó mà. Quá là dễ luôn. Và only three hole doesn't kill you. What the heck? Ê. Mình thấy có cái gì đó sai sai ở đây phải không? Chỉ có ba cái lỗ nó không thể nào giết được mình thôi. Mà mình thật sự mình không biết ba cái lỗ nó nằm ở đâu. Tại sao mình có thể check? À, hình như đây này. Ở bạn thấy thằng kia không? Nó cái bóng, mình thấy có cái bóng ấy, như kiểu là nó có cái gì đó đặt lên thì phải, mình nghĩ là vậy. Ở đây thì thật sự là nó đều có ba cái bóng và mình sẽ YOLO. Oh! Yeah! Tuyệt vời. Oh my god. Oh, này là Robber à. Ok, Robber. Oh, mình làm khá là tốt nhỉ. Ok, qua thêm màn nào. Checkpoint 2. Và để xem cho nó có gì nào. Nhảy qua. Wait, what? Oh, cái này cái lỗ ra ngoài luôn à. Ok. Mình tưởng đó là cái nước hay gì đó mình đụng vào nó chết ra vậy đó. Mình rơi hẳn ra khỏi thế giới luôn. Và nhảy qua đây. Và có cái cục này thì mình không biết là Oh my god. Oh my god, mình tỉnh cả. Lỡ mình. Thật sự là mình đã qua được cái đoạn đó rồi, mình khá là hay, mình rất tự hào về mình. Oh my god. Không bỏ năm vài năm chơi Minecraft Parkour mà bà thật sự cho này nóng vãi chưởng ấy. Ok, mình nghĩ là sáng suốt mình phải nhảy ra đây đúng không? Ê da. Dạ. Qua được rồi các bạn ạ. Và ui, sao gần vậy? Ok, nhảy. Ôi, what the hell? Nó mất một cách nhanh vãi chưởng mà. À, mình đã cố qua được cái đoạn kia rồi mà. Không phải, đừng để mình phải vậy chứ. Ok, và mình phải đổi bàn phím. Let's go. Và wow, mình ghét cái chỗ này nhất trên trời đất luôn. Mình cực kỳ ghét cái bắt cua này. Tại sao lại cho mình bắt cua kiểu này nhờ? What the heck? Tại sao mình đã cố gắng qua được cái màn cái khúc đó rồi mà nó cho mình một cái chỗ bắt cua khó vãi ra trường khó. Game này what the hell man. Qua rồi. Ôi. Thằng này sẽ qua bên đây. Và bắt đẻ. Wow, map bạn thú vị đấy. Oh my. Mình cần phải bật lại cái quạt đây. Mình mệt cái map này lắm rồi. GG. Ok, nếu các bạn thích video thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe, chia sẻ video cho mình. Lâu rồi mình chơi một mình mà mình chơi cái map khó chịu vãi chưởng rồi. Lần sau nếu mà mình chơi map một team hoặc nửa team thì mình sẽ mời Uslup vào và giúp. Cảm ơn bạn nào đó đã để lại một cái bạn đó đã gửi cái link của cái map này gửi cho mình cho. What the hell? Ok, không có làm gì hết. Ok, các bạn đang xem video và mình sẽ gặp lại những video lần sau. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Cảm ơn các bạn do đó đã gửi cho mình map này. Bạn đó không để tên nhưng mà bạn đó đã gửi cho mình map này bằng cái link ở phần mô tả. Có cái link đề xuất map của các bạn thì bạn đó đã gửi cho mình map này. Mà mình sẽ cực kỳ vui. Lần sau mình sẽ gửi tất cả thành viên của Uslup vào nữa. Nên các bạn nếu có map nào hay thì nhớ click vào cái link ở dưới và gửi map đó cho mình, ok? Cảm ơn các bạn và mình sẽ gặp các bạn vào những video lần sau. Chúc các bạn có một ngày thật lành. Bye bye. Thôi cùng quay xong video.
Bật quạt lên nào. Về quá.